Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một lô những dòng sản phẩm mà Nhật vừa mới vào hàng. Lô sản phẩm này sẽ bao gồm mà rất là nhiều những cục đẩy và những dòng sản phẩm âm ly và những cặp loa có một mức giá phải nói là cực kỳ rẻ để phục vụ cho anh em. Đây, mời anh em cùng xem về lô những dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu của Philips. Đây là một thương hiệu phải nói là cực kỳ nổi tiếng tại Hà Lan nha anh em. Và dòng này sẽ có tên model là F4220. Dòng này thì nó có những cái điểm nổi bật là nó sẽ có cái đồng hồ vuông phát sáng phải nói là cực kỳ đẹp và bắt mắt. Và đặc biệt thì nó có cả tính năng Garnet nha anh em. Dòng này thì sẽ để lại cho anh em với một mức giá rất là tốt anh em à. Chỉ với 3.500.000 đồng. Còn bên dưới là cục đẩy đến từ thương hiệu của Crown. Dòng này sẽ có tên model là CTS 600. Đây là một cái dòng mà cực kỳ là phổ biến trong phân khúc giá tầm trung anh em, được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Và cái dòng CTS này cũng là một trong những cái dòng mà nó đỉnh nhất của Crown nha anh em. Dòng này thì có điểm nổi trội là công suất của nó là 600W và chạy chúng ta tổng cộng là 16 con sò sắt rồi nha mà. Mẫu hình của này thì nó sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về nghe nhạc cũng như là karaoke của anh em luôn. Giá Nhật để lại cho anh em cũng rất là tốt, chỉ với 6.500.000 đồng. Còn bên dưới là tiếp tục là một đẩy đến từ thương hiệu của Crown anh em. Dòng này sẽ có tên model là 460 CSL. Dòng này là một trong những dòng sản phẩm ở phân khúc giá tầm trung thôi nha mà. Và dòng này có những cái đặc điểm nổi bật sau đây là con này nó sẽ chạy tổng cộng là 8 con sò sắt và 8 con sò thang nha anh em. Chạy 2 tụ lập nguồn của Philips rất là to nha mà. Con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cũng rất là tốt nha anh em, chỉ với 5.700.000 đồng. Còn bên dưới là âm ly, con này nó sẽ đến từ thương hiệu của Áo là ATT và tên model là 8032. Con này là dòng âm ly mà nó sẽ có thêm một cái đài tuner nha anh em. Những dòng sản phẩm của ATT thì trong khoảng thời gian gần đây thì mình giới thiệu với anh em rất là nhiều, vì những dòng này phải nói là cho một cái chất âm mà phải nói là bùng trội nha mà. Đây là dòng đến từ thương hiệu của Áo nha anh em. Và con này thì được để lại cho anh em với mức giá cũng rất là tốt luôn, chỉ với 3.800.000 đồng. Đây, những dòng sản phẩm này phải nói là vừa có thiết kế đẹp vừa bắt mắt, và một trong những dòng sản phẩm mà được rất là nhiều anh em ưa chuộng, thì về thương hiệu nó phải nói là rất là nổi tiếng anh em mà. Tiếp đến là hai cặp loa. Đây là những cặp loa mà ở phân khúc giá rẻ thôi nhưng mà chất âm lại hay. Đây là cặp loa mà nó sẽ đến từ thương hiệu của Namco nha anh em. Con này sẽ có tên model là NSQ221. Dòng này thì đặc biệt nổi trội là nó sẽ có 3 đường tí nha mà, bao gồm là một bass 21, một loa mid và một loa trap nha anh em. Và giá của nó phải nói là thật không phải tin được nha mà, chỉ với 2.500.000 đồng thôi. Đây, 2.500.000 đồng anh em sẽ sở hữu cả 3 đường tí nha mà. Em về việc tái tạo các giải âm của này mình đánh giá rất là cao. Và kế bên là một cặp loa, nó sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Yamo. Thì anh em phải nói là quá quen thuộc đối với những dòng sản phẩm âm ly karaoke nha mà. Dòng này thì nó sẽ có bass là 24 và trap, thì anh em thấy là nó thiết kế rất là đặc biệt luôn nha mà. Đây là loại đá trap, nó sẽ tản âm cho anh em. Âm chép con này nghe và nó rất là chi tiết, rất là dày đặc nhưng mà. Và thông số cấu hình con này thì anh em thấy là nó cũng rất là tốt, nhưng mà thông số cũng chỉ là 160W, nên ra chất âm của nó cũng rất là hay. Và đây là toàn bộ những dòng sản phẩm mà hôm nay Nhật mang đến cho anh em. Đây, Nhật xin phép được báo giá lại cho anh em. Đầu tiên là âm ly Philips thì sẽ có giá là 3.500.000 đồng. Ở bên dưới là cục đẩy của Crown CTS 600 thì sẽ có giá là 6.500.000 đồng. Crown 460 CSL giá là 5.700.000 đồng.
và âm ly ITT 8032 thì sẽ có giá là 3.800.000 đồng. Còn bên đây là cặp loa đến từ thương hiệu của Namco, giá sẽ là 2.500.000 đồng. Và cuối cùng là cặp loa đến từ Yamo D155 thì sẽ có giá là 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video sau.